thì đeo khẩu trang nữa. Hôm nay là một cái thử thách cực kỳ đặc biệt, nên là em phải bắt chị đeo khẩu trang và em phải chỉnh chu đầu tóc của em lại. Đặc biệt cái chỗ nào rồi? Khó thở mà, đeo khẩu trang khó thở lắm không? Chị phải biết hy sinh về nghệ thuật chứ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ làm một cái thử thách như dưới tiêu đề mà em đã đặt, đó chính là té một mạng, à chết một mạng, gỡ khẩu trang 5 phút, à gỡ khẩu trang 10 giây. Tao gỡ luôn cho mày coi này. Không, mình phải đeo luôn cho mày coi à. Mình phải đeo khẩu trang như vậy, chị hiểu không? Để làm gì? Để chúng ta có tính công bằng và chúng ta có tính gọi là ok trong trò chơi. Ok, chị hiểu không? Chúng ta không thể nào. Khẩu trang của chị là hàng xịn, em hiểu không? Ok, thì hello và xin chào tất cả các bạn những người đã quen. Sắp đây với thông tin của em, mình chào mừng các bạn đã quay lại với channel của Sơn với Sơn tôi sau đây. Vâng, ngày mai chúng ta sẽ đến với một điểm mới trên kênh của Sơn với Sơn về mini của bài lọc ad. Và như nãy mình đã nói với các bạn rồi đó, ngày hôm nay mình với Camui TV sẽ thực hiện một cái thử thách để cam qua sẽ đi. Ok, thì ngày hôm nay mình và Camui sẽ thực hiện một cái thử thách, đó là thử thách bắt cùm một máu té một mạng gỡ khẩu trang trong vòng 10 giây. Thì thật ra là mặt của Camui thì các bạn cũng không còn là lãm gì đúng không, nhưng mà mặt mình lên video mình hay bịt khẩu trang như này nè, nên là đây sẽ là cái thử thách dành cho tất cả các bạn nào mà theo dõi đồ lâu mà muốn đồ tháo khẩu trang nè. Chúng ta sẽ chơi cái thử thách này anh em nhé. Rồi biết chị làm gì không? Cái gì? Bình thường nhá, cái khẩu trang là phải bóp như này nè, à phải bóp như này nó mới sát mũi đúng không, nhưng mà khó thở quá chị phải bành nó ra như thế này để thở. À, chị nói gì em không nghe. Thằng danh con này. Thôi không có gì, chúng ta tiếp tục thôi. Ok, rồi, và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần đọc ID của người say nha. Người say map này là Dragon E ID ID là 12228282. Nếu mà thấy map này hay map này vui thì ta bấm xem này lên thì về mình để vào cho bạn này nha. Ok chị ơi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào thử thách thôi nào. Bây giờ chị đi trước đi. Tại sao này là chị đi trước mà không phải là em? Ai gì, em là người gọi là đặc biệt. Chị đi trước đây. Không muốn đi chậm giả năng luôn á. Qua rồi nè. Ủa? Nhưng mà chị đi chậm quá rồi, đi nhanh lên chị. Nhanh cái chân lên. Không cần đi rồi. Mình là một người pro mà mình đi như này là tan rồi. Ok, đó. 10 giây. À, hello chào mọi người. Ở đây, đây, đây. Đáng ra là chị phải không son môi nữa thì cái thử thách này nó mới ok vô phạt, chị hiểu không? Nó mới gọi là công bằng vô, tại vì em để mặt mập em lên mà. Con trai khác, con gái khác ba. Sao ban đầu mình lại không kêu vào Camui đừng sơn môi để bảo lên đây bảo sơn mặt mọc cho bạn xem nha. Cưng ưng à, tưởng đi cưng ơi. Thôi Camui đi chậm quá, giờ em qua đây em chờ chị nè, Camui đi chậm quá. Ok, rồi Camui đâu? À quên, Camui thắt khẩu trang á chị. 10 giây. Tôi quên. Thế chị về, chị muốn bỏ khẩu trang lắm rồi, tại vì nó khó chịu lắm rồi á ba. À ok, thế thì té một mạng thì đeo khẩu trang 10 giây ok không? Ok. Ok, đây. Nó khó chịu lắm luôn á. Em thấy đeo bình thường mới phát triển đâu ta. Không, căn bản là chị mua loại khẩu trang xịn nên là nó khá là dày. Không, đúng không? Thì cái loại của chị em đã từng đeo là cái loại mà nó giống như nó có vải ở bên trong đúng không? À kiểu thế. À hồi trước em có đeo rồi nhưng mà em đeo thấy bình thường thôi. Chứ không phải là một lớp đâu. Xuống chưa? Chết chưa? Ủa gì chị? Ủa sao không đi tiếp đi? Trời, đi tiếp đi. À, không đi tiếp được ạ. À. Em ơi, em không đi tiếp được á. Mình đi tiếp đi. Ủa không, hồi nãy em qua rồi, đi tiếp đi chị. Đi đi. Không, cái gì đó không đúng rồi. Cái gì đó. Ok các bạn ơi, xin lỗi sao mặt. Ấy, dậy. Em đừng trai lại. Dậy. Ghê, nhìn cái mặt ngớ mắt muốn tròn vả ghê luôn đó bà. À tát đi, tát. Nếu mà bây giờ Cam mửa đấy, Cam mửa sẽ tát cho nó một vài phát. Mà rất là ngớ mắt luôn. Ai, nhìn mặt gian như kiểu là nhìn mặt rất là gian thề, muốn cho ăn tát thật luôn đó bà. Ây dạ, em nhìn kỹ là cái mặt của em thấy nó bựa ghê ba. Tại vì mày là mặt bựa. Ủa gì vậy, bình thường em cũng bựa sẵn mà. Coi bạn đó. Đúng không? Bạn nào thấy mặt mình ngoài đời rồi, ở bữa mới tin rồi, các bạn hãy đánh giá mình nha. Nhìn mặt mình ngoài đời bữa sẵn rồi đúng không anh em? Ui. À, đeo khẩu trang vô chị. Trời ơi, má khổ quá Út ơi. Chị đeo em tháo ok em nhá. À, nói đâu rồi nha.
Cam mới thề với các bạn, nhìn mặt Siro nhìn rất là ngứa mắt, muốn cho nó ăn vả luôn ngay tức thì luôn đó ba. Nó còn mày đặt đội cái mũ nữa. Hết 10 giây chưa? Xong chưa? Khó chịu quá. Chưa mà, cứ mở đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hết. Tính ra là thiên đàng có lối chị không đi, địa ngục không lối mà cứ vào. Là sao? Đi đi. À! Tính ra là thiên đàng có lối chị không đi, địa ngục không lối mà cứ vào. À lê, à lê, à lê, à lê. Ale ale. Rồi lại tháo tiếp vậy. À bà xuống chậm mà trai xuống nhanh đâu, tính là bà qua trước tôi luôn á bà nội. Không, chị chờ em mà. Thôi đi bà lương lẹo. Ra ngoài. Ủa ra làm gì? Qua đây, 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 qua đây. Qua đây. Qua đâu? Chà. Ok. Đây. Đó, qua mình tiếp theo. Trời, rô thấy không? Rô ai quy vô cực, ai như Camui. Ok bạn nha. Chị, đó là chị ạ. Kiểu tóc mới thôi bạn ơi, mình thấy rồi nha. Ok, bây giờ mình sẽ chơi theo quả kèo gọi là bất ngờ đi. Đây, bây giờ chúng ta sẽ lấy quả tóc của Trần Đức Bo. Tóc như này. Thôi, được rồi. Nha. Vô. Ok. Thế là nhầm. Cái này mới là thiên đường có lối không đi nha. Không, tại vì chị là gà nên chị đi đường dễ, chị hiểu không? Em bờ rồi, em đi đường khó mà. Alo. À, chị cầm mua đi trước coi. Đi đi nào, đi nào, đi nào. Chị đi trước đi, thì cứ đi xuống thôi. Thì đi nè. Cái. Để khẩu trang vô chị. Ủa? Ủa? Mười. Ơi. Ôi giá tưởng thế nào, ủa sao lại thế? À vì cái đoạn này ở bên dưới đó chị, mà bị lọt xuống dưới chị không có chết được, không có tự sát được. Ờ ok ok. Hây. Hây. Mà cái lúc nào nó rất mở cửa vậy? Ai biết, bật hết đi. Hây. À đây, trời thấy em ghê không? Em tìm họ được cái nút mở cửa luôn, ai đưa như ca mui ngồi không chờ mình mở cửa. Buồn. Nhưng mà vấn đề là em bắn thôi, chị bắn làm gì nữa? Chị phải bắn chứ, chị bắn chị phải tìm với em chứ. Trời ơi, chị em để em bắn okay mình. Ok em nha, ok em nha, ok em nha. Ok chị nha. Các bạn đã nhìn thấy rõ bộ mặt của Camui chưa? Để tôi để thằng em bắn cùng mình các bạn ha. Còn bộ mặt gì nữa? Chạy. Này còn bộ mặt nào nữa? Chị còn là chị có mỗi một bộ mặt à? Có, chị còn một bộ mặt nữa, đó là bộ mặt chưa mất cấp. Đợi làm cái song môi vô mặt đó, nó khác một trời một vực rồi. Tính là mất cấp nha. Đúng rồi, qua đây. Các bạn ơi, cái này là phản đáp ngược nha các bạn. Camui chết thì tức là Ro, tại vì Ro cho ăn ra đó các bạn. Ro đẩy Camui xuống. Ờ, em có bắt chị mà em bắt chị hộp trang đâu. Alo. Ờ ha. Alo, ủa trời, con người có tính giật mình ba. Là chỉ có những người là hay làm chuyện xấu mới có tật giật mình thôi. Ai biết gì đâu, gì ai biết gì đâu. Nhưng mà giờ sao nữa? Thôi đừng có bán à. Qua đây, qua đây, qua giờ đây, qua đây. Qua đây, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Chị đâu? Bắt cua dưới địa ngục luôn hả? Đúng rồi, mình sẽ xuống đây mình bắt cua. Ew, ghê vậy? Ghê không? Chị qua đây đi. Điểm lưu hồi sinh đâu? Đâu có điểm lưu hồi sinh với địa ngục đâu lưu hồi sinh được chị. Ủa thế hả? Ừ, chị không biết hả? Không, không, không biết, không biết, không biết. Trời, mini world bao nhiêu năm rồi, không biết cái này. Cả mùi không phải là người chơi mini world chân chính rồi anh em ạ. Rồi giờ làm gì vậy? Dạ, em sẽ bắn cung thôi. Chị đang bắn nút mà tự nhiên em đi vào. Bà vậy luôn. Bà vậy luôn. Từ từ để cái bà này không tính nha, mình sẽ tự xác để mình đi là điểm hồi sinh gái. Ok. Bà vậy luôn. Không phải, chị đang bắn cung á. Chị thề, chị đang bắn cung nhảy, chị thề, chị thề. Cái cửa mở rồi. Chị làm con chó không? Chó. Chứ có vấn đề là cái cửa mở rồi, bắn cái gì nữa? Bắn đi. Anh nhưng mà không biết là cửa mở hiểu không? Ồ. Bây giờ phải bắn cái nào? Đây, 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 xong rồi, tôi bắn xong luôn rồi, bà mới tới à. Ok, chiến thắng. Yes. Ủa, xong rồi hả? Đúng rồi. Ủa, xong rồi hả? Ok, anh em ạ. Từ từ để mình bỏ cái cam. Bỏ tai nghe lên đi, không thì nó sẽ bị vang á. Vậy luôn. Thề muốn cho ăn vả lắm luôn á ma.
thì video đến đây cũng đã kết thúc rồi. Thật ra thì thôi chúng ta xả tóc xuống đi ha. Nhìn cái góc này mà mình buộc cái tóc lên nó kiểu giống mình bị chọc đầu quá. Ok, và video đến đây cũng đã kết thúc rồi. Thì đây có lẽ là một trong những cái video mà các bạn sẽ rất là mong chờ trong cái kênh của mình. Mặc dù là mình biết là cái mặt của mình nghệ sĩ nhân dân vãi đái luôn, nhìn giống diễn viên hài vãi cứt luôn. Thề nhìn cái mặt của tôi là mấy ông nhìn vào mấy ông chỉ muốn cười thôi, chứ nó không đẹp trai như mấy ông nghĩ đâu. Nhiều mấy ông cứ thấy tôi đeo khẩu trang xong mấy ông bảo tôi đẹp trai méo không à. Nhìn mặt tôi giống diễn viên hài vãi đái luôn, thề mẹ mấy ông nhìn kỹ này, nhìn giống diễn viên hài vãi đái đúng không nè. Không, nhưng mà diễn viên hài thì mới được nhận mọi người yêu quý nhiều. Ơ không chị, chị đúng hiểu không? Cái mặt của em giống sặc lô quá chị. Em chùm đầu lên y chang luôn á. Chưa biết về sự nổi tiếng của cái hài sắc lô rồi. Mình không biết sao, nhưng mà cái cấu trúc cơ thể của mình hơi lạ so với người bình thường. Là cái đầu của mình rất là to, cái đầu của mình to hơn cái cơ thể của mình rất là nhiều. Khi mà mình kiểu mặc những cái đồ mà kiểu, đó là lý do tại sao các bạn thấy mình mặc tay dài mà mình sắn lên như này nè, để cho cái tay của mình nó to lên á. Hoặc là mình mặc tay dài luôn để cho gọi là cái tay của mình nó không có bị ốm. Chứ bình thường nếu mà các bạn nhìn bình thường thì cái đầu của mình nó to hơn cơ thể mình rất là nhiều. Đó là nếu sắp tới đấy là cái nguyên nhân mà, cái đấy là cái nguyên nhân mà em đi ở cái Bắc Qua làm em mặc tay dài đúng không? Đúng rồi. Cái kiểu áo hoodie luôn đó, ba sợ thề. Đi vận động mà mặc áo hoodie nóng thấy má luôn đó các bạn. May mà thằng Rô không bị hôi nách, nó mà hôi nách thì toang. Đúng rồi, đó là lý do tại sao mà lúc nào mình cũng mặc áo tay dài, mình không mặc áo tay ngắn. Nhiều khi các bạn lên livestream các bạn cũng thấy mình mặc áo tay dài chứ mình không mặc áo ba lỗ. Và nói chung thì mình nghĩ là chắc là sau hôm nay các bạn sẽ được một fan cười rất là nhiều, bởi vì các bạn đã được thấy khuôn mặt của nghệ sĩ nhân dân Trần Văn Gô, à đâu, Huỳnh Thiên Gô, và cái mặt kiểu thách thức danh hài vãi đái luôn. Xin mời nhóm thí sinh kế tiếp. Nghệ sĩ nhân dân Trần Văn Gô, à đâu, Huỳnh Thiên Gô, nhìn vào phát là cười luôn hiểu không? Đó là mình cho là sau hôm nay anh em sẽ đừng dislike kênh mình nhiều quá, sức của mình nhiều quá. Mình sẽ cố gắng để tập cho cơ thể của mình to bằng cái đầu của mình, và sau đó chúng ta sẽ có những cái pha gọi là mở khẩu trang nhiều hơn. Còn bây giờ thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục đeo khẩu trang khi quay video. Video đến đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu bạn đã thấy video này đừng quên để lại một like, một subscribe cho mình, comment cho mình. Chưa bây giờ mình nhưng mà chờ báo cái bên đăng ký để nhận được báo mất mấy bạn ơi. Chúng mình sắp được 2 triệu subscribe bên, và nếu bạn nào đã đăng luôn mà có đồng sự ai bên xin các bạn là cái trên tương vời với cái hình mặt ngoài hữu tin cũng có. Thì mình xin mời cảm ơn các bạn và các bạn nha, và bây giờ tạm biệt và lại bạn cứ đi biết. Bye bye. Lần đầu tiên được nhìn Sido với máy miệng. Tôi nói xong tôi biết tôi nói gì luôn các bạn. Bye.